Bát Nhã là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là trí huệ. Trí huệ lại phân ra thế gian trí và xuất thế gian trí. Thế gian trí cũng gọi là thế trí biện thông. Những tiến bộ về khoa học, triết học hiện nay cùng tất cả các kiến thức đều là học thức thế gian. Có khả năng biện luận, dù không có lý cũng có thể nói thành có lý. Đó gọi là trí huệ của thế gian. Xuất thế gian trí tức là trí huệ của xuất thế gian. Như siêng năng cầu Phật đạo, nghiên cứu Phật Pháp không ngưng nghỉ, thậm chí lúc ngủ cũng tư duy đến Phật Pháp, chiêm bao cũng suy nghĩ đến Phật Pháp, và cho dù ốm đau bệnh hoạn, bất kỳ lúc nào cũng nghĩ đến Phật Pháp, thì đó mới chính là chân chánh tu tập trí huệ xuất thế vậy. Vậy, trí huệ xuất thế gian và trí huệ thế gian rốt cuộc là một hay là hai thứ khác nhau? Đó vốn chỉ là một, nhưng còn phải xem quý vị sử dụng nó như thế nào. Nếu dùng vào chuyện thế gian thì nó là trí huệ thế gian, còn như dùng ở Phật Pháp xuất thế thì nó là trí huệ xuất thế. Trí huệ hoàn toàn không có hai, nhưng đây phân ra hai như vậy cốt để giảng giải mà thôi. Ban đầu, quý vị nghiên cứu các vấn đề của thế gian và biết được tất cả mọi thứ trên cõi đời này đều là khổ, không, vô thường, vô ngã. Rồi sau đó, nếu quý vị dùng cái trí hiểu biết về việc thế gian ấy để nghiên cứu học thức xuất thế, thì đó cũng chính là trí huệ xuất thế vậy. Cho nên, thế gian trí và xuất thế gian trí vốn không phải là hai. Đa số người đời chỉ có trí huệ thế gian chứ không có trí huệ xuất thế gian. Nhưng cũng có người là có trí huệ xuất thế gian mà không có trí huệ thế gian. Vì sao lại có sự việc như thế? Có nhiều người rất thông minh nhưng cứ làm toàn những việc hồ đồ. Chuyện không cần thiết thì tận lực mà làm, còn việc quan trọng như vấn đề sanh tử thì lại thờ ơ, chẳng để ý đến và cũng chẳng muốn tìm hiểu. Ngoài ra, cũng có người nghiên cứu vấn đề xuất thế nhưng lại không hiểu gì về pháp thế gian. Chúng ta cần phải hiểu rõ cả pháp nhập thế lẫn pháp xuất thế. Như nhập thế mà xuất thế, xuất thế mà nhập thế. Nhập thế mà xuất thế, xuất thế mà nhập thế. Sự nhập thế và xuất thế cần phải thông đạt vô ngại. Nếu quý vị hiểu rõ thì nhập thế cũng chính là xuất thế. Nếu không hiểu thì cho dù là xuất thế cũng trở thành nhập thế. Cổ nhân có câu, thông minh nải thị âm trắc trí, âm trắc dẫn nhập thông minh lộ, bất tính âm trắc sử thông minh, thông minh phản bị thông minh ngộ. Nghĩa là thông minh sáng dạ nhờ âm đức, âm đức dẫn lối tới thông minh. Dù thông minh nếu chẳng tin âm đức thì bị chính thông minh ấy làm hại. Thông minh nải thị âm trắc trí. Chúng ta nhờ đâu mà có được trí thông minh? Đó là nhờ đời trước chúng ta làm được nhiều việc âm trắc. Âm trắc là gì? Là âm đức. Đó là những việc nhân đức được thực hiện một cách âm thầm với lòng hảo tâm thật sự, chứ không phải với mục đích khoe khoang hoặc để cho người khác thấy. Chẳng hạn, có người cả nhà đơn chiếc, chết mà không có quan tài để chôn. Quý vị động lòng trắc ẩn, bèn mua cho người đó một cổ áo quan, rồi lo khâm liệm và chôn cất tử tế. Tuy làm được một việc tốt, nhưng quý vị không hề khoe khoang, không hề tiết lộ với ai. Như thế là có âm đức vậy. Tóm lại, quý vị ngầm giúp đỡ hoặc làm những việc có lợi cho người khác, song quý vị không kể lể lôi thôi, không để cho ai biết cả, thì đó gọi là âm đức. Như đời trước làm nhiều việc âm đức thì đời này được thông minh. Và nếu đời trước xem nhiều sách về Phật học, tụng nhiều kinh điển Phật giáo, như tụng kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật được dài giảng biến, thì đời này cũng được thông minh sáng dạ. Ngoài ra, nếu đời trước đọc sách nhiều, chịu khó nghiên cứu sách vở để học hỏi, thì đời này cũng được trí thông minh. Như vậy, trí thông minh chính là đến từ âm đức. Do đời trước đã tu nhân tích đức, tạo được nhiều âm đức, cho nên đời này mới được thông minh tài trí hơn người. Âm trắc dẫn nhập thông minh lộ. Nhờ có đức hạnh cho nên quý vị mới được thông minh. Do đó có thể nói rằng chính đức hạnh đã dẫn dắt quý vị tới con đường thông minh vậy. Bất tính âm trắc sử thông minh, thông minh phản bị thông minh ngộ. Nếu đời này quý vị được thông minh, nhưng vì quên lãng
nên quý vị không đi theo đường ngay nẻo phải, không tin âm đức, không làm việc thiện, chỉ cậy vào trí thông minh của mình để mưu đồ việc xấu, thì chính cái trí thông minh của quý vị sẽ hại quý vị vậy. Vì sao thế? Bởi nếu không thông minh thì quý vị sẽ không làm được nhiều việc xấu. Chính vì thông minh lanh lợi cho nên quý vị mới biết được những điều mà kẻ khác không thể nào ngờ tới. Do đó, cho dù quý vị làm nhiều điều mờ ám hoặc ám hại người khác, thì nhờ khôn khéo, quý vị vẫn không bị ai nghi ngờ hoặc phát giác ra được. Cho nên sử dụng trí thông minh mà không tin là có âm đức, thì cái trí thông minh đó sẽ trở thành chướng ngại, và là thứ thông minh có hại vậy. Thời Tam Quốc, Trung Hoa, Tào Tháo vốn là người rất thông minh, có thể nói là ông thông minh còn hơn cả quỷ thần nữa. Ông ta cũng có một vài thành tựu nhờ thông minh, mưu trí. Tuy nhiên, những tác hại do cái trí thông minh xảo quyệt của ông ta gây ra thì cũng không phải là ít. Những kẻ tích được thông minh sau khi nghe qua bài kể trên thì nên nỗ lực làm việc tốt, có ích cho mọi người, chứ đừng mưu tính chuyện hãm hại người khác. Để bổ sung cho phần giảng về trì giới Ba La Mật, tôi kể cho quý vị nghe một công án. Vào thuở Phật Thích Ca còn tại thế, có hai thầy tỳ kheo nọ cùng nhau đi bái kiến Đức Phật. Trải qua một lộ trình dài thì hết nước uống, cả hai vị này đều bị kiệt sức vì khát. Giữa lúc tuyệt vọng, tưởng chừng sắp chết khát ấy, một vị tỳ kheo chợt trông thấy một cái sọ người, bên trong còn đọng chút nước, liền mừng rỡ reo lên. Có nước rồi, chúng ta đã khát đến nông nỗi này, thôi thì hãy uống chỗ nước trong cái sọ này vậy. Vị tỳ kheo kia can gián, không nên, trong nước đó có côn trùng, chúng ta không được uống nước có trùng. Vị tỳ kheo thứ nhất cố thuyết phục bạn, chúng ta đang khát khô cả cổ như vậy, nếu uống chỗ nước này thì chúng ta sẽ thoát chết, có thể đi tiếp đến chỗ Đức Phật, bằng không cả hai chúng ta đành phải chết khát tại đây, không thể nào gặp Phật Thích Ca được. Vị tỳ kheo kia vẫn cương quyết, tôi thà vì giữ giới mà chết, tuy rằng không được gặp Phật, nhưng tôi nhất định chân theo sự dạy bảo của Ngài, dẫu có chết cũng chẳng ân hận. Vị tỳ kheo thứ nhất bèn uống cạn chỗ nước đọng trong cái sọ ấy, rồi một mình tiếp tục cuộc hành trình. Còn vị tỳ kheo kia, vì không chịu uống, quả nhiên phải chết khát. Sau đó, thầy tỳ kheo chỉ đã uống nước, tìm đến được chỗ Phật ngự. Thầy tới đảnh lễ Đức Phật và thưa chuyện. Bạch Thế Tôn, chúng con hai người cùng đi chung. Đi nửa đường thì các nước chịu không nổi. Nhưng thấy trong một cái sọ người có đọng một ít nước, con liền uống để khỏi bị chết khát, hậu có thể đến gặp Thế Tôn. Còn thầy tỳ kheo cùng đi với con thì quá cố chấp, nhất định thà chết chứ không uống nước có trùng đó. Thầy bảo nếu uống tức là phạm giới. Rốt cuộc con nhờ uống nước đó nên được sống sót và được diện kiến Thế Tôn. Còn thầy ấy không chịu uống nên có lẽ giờ đây đã bị chết khát rồi. Đức Phật nói, ông tưởng là tỳ kheo ấy chết khát rồi sao? Tỳ kheo ấy nhờ trì giới nên đã khiến cho ông ấy đến gặp ta trước. Hiện giờ ông ấy đang ở đây nghe ta thuyết pháp. Trì giới quả thật là việc rất khó, nhưng nếu có lòng thành thì ta liền thấu rõ. Ông tuy được gặp ta, nhưng tâm ông không chí thành, vì ông giữ giới không được tinh nghiêm. Do vậy, tỳ kheo kia nay đã khai ngộ chứng quả, còn ông thì vẫn còn phải tiếp tục tu hành thêm nữa. Qua công án này, chúng ta có thể thấy rằng sáu hạnh Ba La Mật, trì giới, nhẫn nhục, bố thí, tinh tấn, thiền định, trí huệ, cần phải được thực hành một cách chân thành, nghiêm túc. Nếu không thành tâm thành ý, chỉ làm qua loa cho xong chuyện, tất sẽ không tương ưng với Phật Pháp. Cho nên, người xuất gia thời thời khắc khắc đều phải ghi nhớ và noi theo bốn câu kệ này mà tu hành. Gìn lời chữ ý, thân chớ phạm, chớ gây phiền não hại chúng sanh, khổ hạnh vô ích cần xa lánh, hành giả như thế khéo độ đời. Trì giới là điều vô cùng trọng yếu. Quý vị chớ làm tưởng rằng chỉ trì giữ lấy lệ đại khái là được, bởi vì chỉ cần sơ hở một chút là chúng ta có thể đi sai lệch cả ngàn dặm. Cho nên tu hành cần phải đàng hoàng nghiêm chỉnh, siêng năng cẩn thận, làm việc gì cũng phải chân thật, chu đáo, không được cẩu thả.
Nam mô A Di Đà Phật.